Điều mà bạn không ngờ nhất mà họ nghĩ về bạn là vì sao mà bạn có thể thay đổi một cách chuyển mình, một cách hoàn toàn vượt ra khỏi cái sự sức tưởng tượng của người khác để như vậy. Và mọi người xung quanh không ngờ rằng bạn khi xưa là bạn là một người sống rất tình cảm, sống dễ bị lụy vào bất cứ các mối quan hệ nào xung quanh luôn. Bạn sống theo trái tim mình khá nhiều, chính vì vậy mà vũ trụ muốn bạn sống cân bằng nhiều hơn, cho nên mới tạo ra những cái drama, những cái toxic độc hại với những người xung quanh. Họ chỉ lợi dụng bạn hơn là yêu thương và trân trọng. Và bạn phải đứng trong cái vòng tròn là mất cân bằng mọi thứ trong cuộc sống luôn. Thậm chí có thể là về cái sự thiếu tự tin cuộc sống, chính vì những người mà họ khinh thường bạn, họ không tôn trọng bạn. Và những cái tâm lý nạn nhân ở đây rất là nhiều. Và từ đó bạn ngộ ra rằng sau những cái thất bại đổ vỡ không còn gì cả, thì bạn tự đứng dậy, vực dậy tinh thần của mình. Và đó được gọi là tái sinh. Bạn tái sinh rất ngoạn mục và rất là ok luôn. Đó là cái luồng khí đầu tiên mình thấy ở trong này ha. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng là người vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn và vừa kín đáo nhiều hơn, vừa sống đề phòng nhiều hơn. Bạn sống khôn ngoan nhiều hơn. Bạn vừa có chiều sâu, vừa có sự khôn ngoan và sống uyển chuyển mềm mại. Một số bạn ở đây thường thay đổi ngoại hình nữa. Cái ngoại hình của bạn, vẻ đẹp của bạn cuốn hút hơn, mạnh mẽ nhiều hơn. Nếu là nam thì rất là men. Có thể là bạn đi tập gym, nói chung các thứ rất là men, rất là ok. Con nữ thì dịu dàng. Và vì thế mà họ nghi ngờ rằng trong cái luồng khí đầu tiên mình nói là các bạn có cái gì đó, các bạn chơi hơi tâm linh chẳng hạn, hoặc là bạn được ông bà tổ tiên phù hộ chẳng hạn ha. Rồi bây giờ mình đến luồng khí thứ hai. Bạn là người vừa sống tình cảm, vừa sống có trách nhiệm, muốn luôn giúp đỡ mọi người, không muốn làm mọi người phải đau khổ, và bạn luôn nuốt những cái phiền muộn của bản thân mình, thậm chí là gánh luôn tất cả những cái phiền muộn, phiền não từ mọi người xung quanh luôn. Và vì thế vũ trụ xen chân vô để mà làm bạn thức tỉnh nha, bằng những cái tình huống éo le mà bạn phải đề phòng như thế này, rất éo le, rất mệt mỏi. Và sau khi mệt mỏi như thế rồi thì bạn dần tự chữa lành bản thân mình, bạn biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, và bạn biết cân bằng cái quan hệ cho đi và nhận lại, không còn là người luôn luôn phải cho đi nữa. Bạn không có cái tính cách quá bao đồng, hoặc là quá là sống như gấu mẹ ha, quá là hay thương giúp đỡ người khác vô điều kiện như thế nữa. Nó tốn thời gian cho bạn và nó thiệt hại về sức khỏe của bạn luôn. Và cái giá của bạn nhận được là bạn sẽ phát triển tâm linh, và bạn có một cái trái tim rộng lớn, và bạn là một thiên thần trên trái đất này nha.